Dạ, Hiếu Fan xin mến chào tất cả quý khán giả. Chào mừng quý vị trở lại với bản tin tiếp theo trên kênh của Hiếu. Thì nội dung thông tin hôm nay Hiếu xin cập nhật thông tin có liên quan đến Angela Phương Trinh. Cô này cũng đã có những cái bài viết gây bức xúc dư luận và đặc biệt là có tính chất rất là nghiêm trọng. Ở đó thì có những cái bài viết gây chia rẽ đạo giáo với nhau. Bên cạnh đó thì hôm nay có luật sư Đặng Văn Cường thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng nói về cái vụ là Angela Phương Trinh phát ngôn gây sốc, có yếu tố làm tăng tính nghiêm trọng ở đây thưa quý vị, và cũng cần phải có cái hướng xử lý nghiêm. Thời gian vừa qua thì cái tên Angela Phương Trinh làm dậy sóng mạng xã hội và đặc biệt là người nhà của cô ấy cũng không khuyên can được cô ấy thưa vị. Chẳng hạn như là bà Thanh Thủy, mẹ của Angela Phương Trinh có nói như thế này: con tôi Phương Trinh bị dẫn dắt phát ngôn những điều không đúng làm dậy sóng cộng đồng mạng. Tôi là mẹ thật tình đã khuyên bảo nhưng không được. Tôi thật lòng xin lỗi cộng đồng mạng rất là nhiều. Đó thì chúng ta cũng thấy rồi đó, kể cả người nhà, người mẹ và em gái cũng không khuyên được cô này nữa thưa vị, mà lúc nào cũng có những cái bài đăng công kích đối với sư Thích Minh Tuệ, binh vực cho cái ông Thích Cúng Dường bất chấp. Đó, rồi có những cái bài viết vu khống sư Thích Minh Tuệ là có tổ chức đứng sau để cho thầy đi bộ như thế này thế nọ vân vân. Đó, rồi lúc nào cũng lên nó mỉa mai hay là công kích thách thức đối với dư luận ở đây nữa thưa vị, thì làm cho mọi người yêu mến chánh pháp á rất là bức xúc đối với trường hợp của cô Angela Phương Trinh này. Thì thời gian vừa qua bên phía Sở Truyền thông và Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh thì họ cũng đã vào cuộc rà soát lại đối với những phát ngôn của cô này và sẽ có cái hướng xử lý nghiêm. Đó thì hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục nghe luật sư Đặng Văn Cường nhận định về cái việc là nghệ sĩ phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội không phải là chuyện lạ khi xuất phát từ vấn đề nhận thức hoặc với mục đích gây sự chú ý. Trường hợp phát ngôn sốc của Angela Phương Trinh gây xôn xao những ngày qua có tình tiết làm tăng tính nghiêm trọng, có thể tăng mức xử phạt. Đó thì kể cả luật sư Đặng Văn Cường thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng đã vào cuộc và có cái sự chia sẻ của mình về trường hợp của Angela Phương Trinh. Thì để cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn là luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ như thế nào, thì Hiếu cũng xin cập nhật một cái bài báo cũng rất là nổi tiếng, đó là bài báo Tiền Phong. Đây là bài báo chính thống của Việt Nam. Thì trước khi vào cái nội dung bài báo này, Hiếu xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị trên kênh của Hiếu. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Và rất mong là quý khán giả khi nghe để lại bình luận góp ý, một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Hiếu phát triển hơn nhé. Đồng thời quý khán giả cũng chia sẻ thông tin hôm nay đến với tất cả mọi người để chúng ta cùng có tiếng nói chung, yêu thương và ủng hộ sư Thích Minh Tuệ trên con đường tu học sớm đắc thành chánh quả, và chúng ta lên án đối với những sàm tăng, sàm tu, Thích Cúng Dường có những giáo lý sai với Đức Phật. Rất mong là quý khán giả đồng tình với Hiếu ạ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nội dung của bài viết như thế này, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ với báo Tiền Phong. Vụ Angela Phương Trinh phát ngôn có yếu tố làm tăng tính nghiêm trọng. Những ngày qua, Angela Phương Trinh trở thành đề tài bàn luận trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Những phát ngôn sai lệch gây tranh cãi của cô trở thành tâm điểm bị khán giả chỉ trích. Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh gọi những người mang quan điểm khác là giặc. Những ý kiến không giống mình là truyền thông bẩn. Ngoài ra, một bài đăng khác của Angela Phương Trinh được cho là xuyên tạc, chia rẽ, xúc phạm tôn giáo. Đây không phải là lần đầu cô có những phát ngôn sốc. Năm 2021, Angela Phương Trinh liên tục đăng tải những thông tin sai sự thật về việc chữa bệnh COVID-19 bằng dung đất. Tháng 7 năm 2021, cô liên tục chia sẻ quan điểm gây tranh cãi về việc trị ung thư bằng cách nói chuyện với khối u. Theo cô, các loại bệnh như ung thư máu, xương, phổi, gan, sẽ hết nếu mọi người liên tục sám hối. Tháng 10 năm 2021, cô bị xử phạt 7,5 triệu đồng theo điểm A khoản 1 điều 101, nghị định 15/2020 NĐ-CP về hành vi nêu trên. Tại cuộc làm việc với cơ quan chức năng, Angela Phương Trinh nhận sai, nộp phạt và xóa các bài viết, các thông tin sai sự thật khỏi trang cá nhân.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng phòng sư chính pháp Hà Nội, nhận định nghệ sĩ phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội không phải là chuyện lạ. Đôi khi những phát ngôn này xuất phát từ vấn đề nhận thức, quan điểm cá nhân hoặc với mục đích muốn gây sự chú ý, nổi tiếng một cách bất chấp. Việc phát ngôn đi quá giới hạn pháp luật cho phép có thể bị xử lý bằng chế tài hành chính hoặc hình sự. Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, nghệ sĩ đưa tin sai sự thật hoặc cung cấp thông tin không chính xác, sử dụng ngôn ngữ gây mâu thuẫn, xung đột về tín ngưỡng tôn giáo, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, hoặc lôi kéo kích động phe nhóm gây chia rẽ mất đoàn kết, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, là những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm luật an ninh mạng và vi phạm quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trên không gian mạng. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, luật sư Đặng Văn Cường nói. Trường hợp Angela Phương Trinh từng bị xử phạt vi phạm hành chính tiếp tục vi phạm trong thời hạn không quá một năm, chính là yếu tố có thể tăng tính chất nghiêm trọng của sự việc, tăng mức xử phạt. Angela Phương Trinh có thể nhận mức xử phạt được quy định gồm phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Nếu được xác định vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử cung cấp chia sẻ tin bịa đặt, gây hoang mang nhân dân, kích động bạo lực hoặc vi phạm bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, ban hành kèm theo quyết định số 874 trên quy đi BTTTT quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo quyết định 3196 quy đi BVHTTGL sẽ tăng nặng mức xử phạt. Theo đó, quy tắc ứng xử đối với người hoạt động nghệ thuật trên báo chí, truyền thông và không gian mạng được chỉ rõ như không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, không đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Song quy tắc ứng xử chỉ mang tính định hướng để những người hoạt động trong ngành nghệ thuật điều chỉnh hành vi. Thực tế vẫn tồn tại những trường hợp cố tình gây sự chú ý bằng scandal, lặp lại nhiều lần gây bức xúc dư luận. Thì đây là những cái trường hợp mà Angela Phương Trinh thời gian gần đây đã làm dậy sóng mạng xã hội, thưa quý vị khán giả. Hiếu thấy thì cái cô này á, vướng vào rất là nhiều cái sự việc mà nó có liên quan, chẳng hạn như là đăng tải thông tin sai sự thật, rồi có tính chất chia rẽ nè, rồi có những cái từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thì cô này đều phạm phải, thưa vị khán giả. Cho nên là hôm nay bên phía luật sư Đặng Văn Cường, trưởng phòng luật sư của thành phố Hà Nội á, thì cũng đã lên tiếng rồi và cũng sẽ có cái hướng xử lý đối với cô này đó, bởi vì có cái tính chất ngông cuồng như vậy thì sẽ tăng nặng mức xử phạt, thưa vị khán giả. Còn tăng nặng mức xử phạt như thế nào thì chúng ta còn chờ đợi bên phía cơ quan chức năng cho chúng ta biết câu trả lời nhé. Thì theo vị khán giả nhận định như thế nào về cái cô này thì vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét dưới phần video của Hiếu à. Và đồng thời chia sẻ nội dung thông tin hôm nay đến với tất cả mọi người được biết là bên phía pháp luật họ cũng đã vào cuộc rất là mạnh mẽ trong trường hợp của nghệ sĩ Angela Phương Trinh đã gây phẫn nộ dư luận thời gian gần đây. Rất mong là vị khán giả để lại bình luận góp ý, một like, một đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Hiếu nhé. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị khán giả trên kênh lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ.